Kêu Hương ra phục vụ tụi anh đi em. Mấy anh đừng có tưởng á là có một chút tiền rồi vào đây muốn làm gì thì làm. Tao là khách ruột ở đây, mày muốn mày đổi việc hả? Tao chỉ là khách như mày thôi, nhưng tao không thô lỗ với con gái. Anh Huy ơi. Anh muốn Hương xin lỗi anh bằng một ly cà phê chẳng hạn. Sao nhanh hết đầu lắm. Dạ được. Bữa nay mới nhận được lương chơi tới bến luôn nha mày. Ừ. Dạ em mời hai anh. Rót đi em. Dạ. Mấy hôm nay công việc tao chán quá. Đàn hai anh đã lên đủ món. Chúc hai anh ngon miệng. Ừ. Ê, con bé đó cũng bén lắm. Ừ, cũng bén đó. Kêu Hương ra phục vụ tụi anh đi em. Dạ không được đâu hai anh. Hương phục vụ bàn đó nãy giờ rồi. Ủa, bộ em đứng đây rót bia cho hai anh không được sao? Cũng được, nhưng có Hương á thì tốt hơn. Em kêu Hương qua đây đi, có gì tụi anh bo thêm cho. Cảm ơn hai anh. Thôi hai anh cứ giữ tiền đó để lo cho cái con ăn sáng đi. Chứ Hương nó sợ mấy anh lắm rồi. Chứ mấy bữa trước á, cứ hả ép nó uống hoài. Đến nỗi hả, nó nằm ở nhà không đi làm được luôn. Cô nói vậy là có ý gì? Cô tưởng tụi này nghèo lắm hay sao mà phải để dành tiền cho con ăn sáng hả? Giàu hay nghèo hả thì mấy anh tự biết. Tại sao phải hỏi tôi? Mấy anh đừng có tưởng á là có một chút tiền rồi vào đây muốn làm gì thì làm. Nè, mày nói gì hả? Tụi tao là khách ruột ở đây, mày muốn mày đổi việc hả? Mày làm gì vậy hả? Mày là thằng nào? Tao chỉ là khách như mày thôi, nhưng tao không thô lỗ với con gái. Uống gì nữa hả? Mẹ. Cẩn thận. Chưa xong với tao đâu, chó. Coi chừng tao đó. Anh có sao không? Anh không sao. Bà qua bên kia đi. Anh Quý à, anh Quý về trước đi. Huy cẩn thận nha, nãy tôi thấy tụi nó nhìn qua bàn mình á, đe dọa tôi sợ quá. Anh yên tâm đi, tụi nó chỉ được cái miệng vậy thôi, không dám làm gì đâu. Anh cứ yên tâm về trước đi. Thôi về nha. Ừ. Nhớ cẩn thận nha. Ừ. Mày muốn gì đây? Hồi chiều mày anh hùng lắm mà. Tụi tao mới là người muốn hỏi mày muốn cái gì. Chơi nó anh em. Anh Huy chết rồi, chảy máu nhiều quá hả? Đưa anh vô bệnh viện đi, nhanh đi. Mày đỡ bên kia đi. Đi làm kiếm ít tiền cũng không được yên nữa, mệt ghê. Tao chỉ thấy tội nghiệp anh Huy thôi à. Tao cũng không hiểu gì sao á. Tự nhiên anh Huy để ý tao làm chi? Có gì đâu mà mày không hiểu. Mày đẹp như vậy nè, tao mà là đàn ông á thì tao cũng sẽ để ý mày thôi. À mà sáng giờ mày gọi cho anh Huy chưa? Tại sao tao phải gọi? Mày mới là người phải gọi cho ảnh chứ. Tại vì mày thân với ảnh hơn. Nhưng mà hả, mày gọi hả thì hả, ảnh sẽ vui hơn, rồi anh cũng sẽ mau hết bệnh hơn. Ảnh chờ mày sáng giờ đó, mày gọi cho ảnh đi. Chào anh Huy, em là Hương nè, anh đỡ đau chưa? Chào Hương. Anh đỡ rồi, không sao đâu. Con mơ nó rủ ngày mai đi làm chỗ khác, nhưng mà em không thích đi bán quán nữa. Chắc em kiếm việc khác á. Đúng rồi đó Hương, bây giờ nhiều việc làm thêm mà, đi bán quán phức tạp lắm. Cũng tại vì tụi em mà anh Huy bị đánh. Em xin lỗi nha. Em có lỗi gì đâu. Nhưng mà xin lỗi cũng được, nhưng đừng xin lỗi suông được không? Dạ. Vậy là sao anh? Thì anh muốn Hương xin lỗi anh bằng một ly cà phê chẳng hạn. Sao nhanh hết đầu lắm. Dạ được. Có gì sáng mai á, anh Huy tới chỗ em đi. Vậy mấy giờ hả? Ngày mai em không tới lớp, nghỉ cả ngày luôn. Anh tới lúc nào cũng được hết. Tới thì gọi cho em nha. Ok, anh nhớ rồi. Dạ. Vậy em cúp máy nha. Anh chào Hương nha. Chúc Hương ngủ ngon.